Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nắng với tôi nha. Mình là sẽ quay cho mấy bạn về cảnh giải cứu của cái con Sumitomo S160, cứu cái con Kobenko Yutani nha các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ quay cận cảnh cho mấy bạn xem nha. Bây giờ cảnh là nó lắp bánh xích vô trước rồi nó mới kéo được cái con này lên. Giờ là đất ở đây là đất lung, nó không có chân. Đất đây đây là một cái lung, trước đây là một cái hố bơm các bạn. Nhưng mà nó sau này người ta làm một cái kênh nó dài lên tới trên đây nè. Rồi bây giờ thì ta phá ra, ta mau lắp đất lại để mà ta chăm bữa. Rồi chiếc này nó mới hôm bữa đâu, cách đây 6 bữa thì nó vô đây nó múc cái mương nè, múc bờ ruộng á để làm ao nuôi cá á, thì mới múc được gào. Rồi nó bò vô tới đây thì nó bị lúng tới giờ này luôn. Rồi giờ là mình sẽ quay cảnh lắp ghép bánh xích vô nha. Chiếc này từ đây tới chiều biết lên nổi không nè. À, giờ đang lấy cái bánh xích để lắp lại mấy bạn ơi. Bấm chậm thế. Thank you.
sắp vô rồi. Giá cần lên các bạn ơi. Đó, sắp được rồi đó.